án trộm chó, hai người đàn ông bị đánh thương vong. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Ngày 30 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Chư Prong, Gia Lai điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 29 tháng 10, khiến một người tử vong. Trước đó, vào rạng sáng ngày 29 tháng 10, Trần Văn Nam, sinh năm 1971 và Phạm Quang Trung, cùng chú tại thị trấn Chư Rê, huyện Chư Rê, Gia Lai với hai đối tượng khác chưa xác định danh tính, đi trên hai xe máy mang theo các dụng cụ kích điện vào làng Tơ Rơ Bang, xã Yê Bang, huyện Chư Prong để trộm chó. Sau khi trộm được một con chó, nhóm của Nam đã bị dân làng phát hiện và cùng nhau vây bắt. Nam và Trung bị bắt đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng ở làng Tơ Rơ Bang. Do bức xúc, nhiều người dân trong làng đã đánh đập hai đối tượng này. Dù Nam được nhiều người đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Chư Prong nhưng đã tử vong tại đó. Trung đã bị gãy tay, đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ án. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.